anh sẽ cố gắng làm được hết trong sức có thể cho khách hàng của em và cho khách hàng của Thailand, đó chính là trả góp miễn phí từ 3 đến 5 năm. Chẳng hạn như là mua một lô đất khoảng 300 triệu đi, mình lấy cái thấp nhất đi. Thì các bạn đâu đấy chứ các bạn chỉ cần 150 thôi. Đấy, còn lại 150 thì các bạn sẽ được trả góp trong vòng 3 năm. Là mỗi năm thì khoảng 50 triệu, tức là mỗi tháng chia ra thì có hơn 4 triệu. Đấy thì là vẫn là cái ước mơ phổ cập bất động sản của anh, là ai cũng sẽ có thể sở hữu được bất động sản. Vâng. Vì mình làm phân khúc, vì anh chỉ chọn hai phân khúc, thứ nhất là cái phân khúc trung tâm huyện cạnh khu công nghiệp chẳng hạn. Nó chỉ đấy là mảng đất nền mà dự án thì phân khúc đấy nó cao hơn, thậm chí là một vài tỷ, năm mười tỷ. Mảng thứ hai là anh phải làm một cái loại cực kỳ rẻ thì nó không quá tác động nhiều của cái việc là kỳ tiềm năng, nhưng chỉ cần là thị trường phục hồi thì cái dòng đất đấy nó phi lên cũng rất là ai. Vâng. Thế nên là cái tư duy đầu tư của anh thì nó đơn giản như thế thôi, nhưng mà từ trước giờ anh chưa sai về cái việc đấy à. Thế nên là còn cái việc mà trung tâm huyện với cả ven công nghiệp thì mình quá yên tâm rồi, để bán cho bất cứ ai mình rất tự hào về sau này. Vâng. Nhưng còn cái sản phẩm giá rẻ kia thì mình phải cân đối vị trí rất là kỹ, mà khi vị trí kỹ rồi thì khi thị trường nó phục hồi những ông ấy nó lên rất là nhanh. Đấy cũng là một cách mà có thể người ta chưa trả góp xong thì người ta đã chốt được lãi, chưa kịp ký công chứng đã đã được chốt lời. Đấy, thế thì anh nghĩ là làm như thế thì sau này khách hàng mình chiến thắng thì anh em mình là người bền nhất. Nhưng mà có một câu hỏi em nghĩ là em đang thắc mắc, và chắc chắn là khán giả đang thắc mắc, bởi vì bản thân em cũng chưa biết. Bởi vì là khi mà chưa đủ tiền thì sẽ chưa được ký công chứng. Thì sẽ có nhiều khách hàng người ta đặt ra một cái dấu hỏi là trong cái quá trình có đó yên tâm thì không? Đấy. Thì như này, bên Chu Thực Len thực ra cái bài toán này cũng là bài toán mà anh nghĩ là nó sẽ là bài toán truyền thông. Vâng. Và cũng là bài toán thực tế với khách hàng. Bên Chu Thực Len sẽ xây ra một cái gọi là cái két khổng lồ giống Coca-Cola. Thì các bạn sẽ được hàng ngày check camera 24/24 cái sổ đỏ của các bạn. Vâng. Đấy. Và đấy cũng là một cái động lực để các bạn cố gắng, các bạn làm, các bạn mang về. Đấy thì tất nhiên là bên Chu Thực làm cái việc đấy thì sẽ được về giá trị truyền thông rất là lớn. Vâng. Và có thể là sẽ lại được rất nhiều người biết đến. Nhưng mà đấy cũng là một cái để khách hàng nhìn và cố gắng. Tại vì anh đã từng cố gắng như thế. Tức là anh muốn sở hữu cái ô tô, em biết không? Ngày nào anh ngắm để hình nền luôn. Anh không để hình nền, nhưng mà ngày nào anh cũng ngắm, anh vào anh xem thông tin rồi anh thế này thế kia để mình cố gắng luôn, mình có cái động lực ấy. Vâng. Thì anh mới hiểu là khi mà mình nhìn thấy và mình nhìn thấy cái mà mình cần đạt được ấy thì mình sẽ luôn luôn cố gắng đến mình đạt được nó. Vâng. Đấy cũng là cách mà thúc đẩy khách hàng, rất là cái tinh thần khách hàng làm việc cố gắng vươn lên ấy rất là lớn. Vì không phải là ai người ta mua cái sản phẩm nhỏ thì bên mình không như trả hết luôn, nhưng mà những cái sản phẩm ví dụ như 1.5 tỷ bây giờ khách hàng phải vay ngân hàng đi chẳng hạn, đúng không? Bây giờ mà vay độ khoảng 700 đi, thì bây giờ em biết là vay độ khoảng 3 đến 5 năm sau, trung bình lãi suất sau khi ưu đãi xong thì nó cộng vào trung bình khoảng 9 đi. Thì bây giờ em bảo 5 năm, 9 năm, 45%, nó ăn vào phần lợi nhuận rồi còn gì. Thay vì đấy thôi, Chung Thực là em chấp nhận ở vấn đề là tính một phần lãi. Dạ. Tất nhiên là có tính lãi, nhưng mà lãi theo kiểu là vì bên Chung Thực là em mình sẽ có một số cái quỹ của nước ngoài đầu tư vào. Vâng. Lãi suất của nước ngoài chỉ có 1-2%, thì anh cộng vào cái đấy thì nó rất là phù hợp với khách hàng. Vì khách hàng không thể vay được quỹ, thì cái nhu cầu của người nước ngoài họ đầu tư tiền về Việt Nam ấy thì nó không cần quá nhiều lợi nhuận, thì anh sử dụng cái nguồn vốn đấy. Đấy. Đấy là một cái gọi là rất ít người làm được. Và mình cũng không tham em ạ. Vâng. Vì anh em mình lúc này chẳng muốn thu tiền về, nhưng mà cái câu chuyện là anh cũng rất lo cho doanh nghiệp mình là thắng quá lớn. Dạ. Ví dụ như là bây giờ mình thu gom hết tiền về mà thắng thì mình lại dồn tiền để mình làm dự án to hơn, thậm chí là vay. Thì khi những cái thị trường nó gặp khó khăn như thế này thì có thể là doanh nghiệp cũng đứt như rất là nhiều tập đoàn lớn bây giờ. Dạ. Thế nên anh tính luôn thôi, để có khách hàng trả góp thì hàng tháng công ty mình có một cái nguồn vốn rất là ổn định. Dạ. Thậm chí nếu thị trường sau này mà nó đóng băng khoảng 5 năm thì chúng ta vẫn có khoảng rất nhiều khách hàng tháng vẫn có tiền để chúng ta có thể hỗ trợ lại doanh nghiệp được. Và thì đấy là một cái cách mà anh nghĩ là mình làm khác đi để mình tồn tại lâu hơn. Đấy, và mình đồng hành được với doanh nghiệp. Và với cả khách hàng. Thì chắc chắn sắp tới là Nam các thứ còn nhiều khách hàng nữa. Đấy, vì cái số tiền khách hàng bỏ ra ít hơn, bây giờ khách hàng vay thì cao hơn, đúng không? Mình thì sử dụng được nguồn vốn đấy. Đấy, vì cái nhà đầu tư kia họ cho vay họ không cần nhiều lợi nhuận. Thì đấy là những cái cách kết hợp rất là hay mà bên Chu Thực đợt vừa rồi cũng đàm phán được. Vâng. Đấy thì
sắp tới là sẽ có rất nhiều những cái lợi ích dành cho khách hàng. Ai cũng có sổ hồng trong nhà hết. Ok, mọi người cố gắng là ủng hộ anh em mình nhá, để làm sao mà để cho cái môi trường bất động sản cũng như là nhiều cái cơ chế nó hay ho, nó trong sạch, nó hay ho hơn, hỗ trợ mọi người, chúng ta cùng. Bên mình làm thì phải có công, anh em làm cũng phải có công, nhưng mà có công như thế nào và nó hài hòa nhất với mọi người, đấy mới là quan trọng. Vâng.